Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 11 tháng 5, em tiếp tục lại giới thiệu các bác một số sản phẩm mới nhé. Rồi, trước khi vào giới thiệu từng món thì em sẽ đi qua giới thiệu qua một vòng cho bác biết hôm nay có cái gì nhé. Đầu tiên là một con âm ly Boss này. Đó, một số loa giá rẻ. Đặc biệt hôm nay có hai cái mixer nhé, để cho bác nào đi show. Một con này có Roland này, con này có thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Anh này. Con này rất là khủng luôn. Một số là con giải mã. Và đặc biệt trên này thì có một bộ carbon ghép này. Bộ này thì âm ly dè bao của dòng LD 4500 và loa thì Bühner X77 nhé. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một các bác nhé, để em giới thiệu. Rồi, trước đầu tiên em sẽ giới thiệu hai món này. Đấy, đầu tiên là bộ dè bao dòng 4500 nhé. 4500 con này chạy MOSFET, chạy xò sắt MOSFET các bác nhá. Hai cái vu chỉnh này còn rất sáng, đèn zin và vẫy rất tốt luôn cái này. Trên này là dè nhá, dè có chỉnh bắt chép ba lăng rồi có lon đét đầy đủ. Con này là con 4500 các bác nhá. Cái dòng này dưới dòng này nó có một thêm một dòng nữa là dòng 3.7 đấy, các bác đừng lầm tưởng là 3.7 nha, con này nó là 4.500, nó sẽ lớn hơn nhá. Dè bao ạ, dòng dè bao của LD nó là của Hitachi ấy, chạy xò sắt MOSFET đấy, phía sau còn rất đẹp, đánh AB nhá các bác nhá. Này đánh nhiều loa cực kỳ các bác nhá, đánh rất nhiều loa, những cặp loa cổ khó tính chơi được hết nhá. Rồi ghép sang đây là một cái cặp loa của dòng Bühner X7 các bác nhá. Nó có một cái chép điện xoay này, chép điện xoay được nhá. Đấy, xoay ngang xoay dọc, xoay ngang được nhá. Cái bát nó là bát 22 màng carbon và một cái mic này cũng mic kiểu màng carbon nhá, chép điện. Đấy, loa thì đẹp nhá. Bên này này, hôm qua bác nào xem em giới thiệu biết có một cái nó bị tóm lại là nó bị cái không biết nó bị ám cái gì vào đây, nó có màu ở đây này. Mà hôm nay em sơn lại mà nó sơn cái màu nó không đúng. Cái màu này nhà em còn sơn, em sơn cái màu này vào. Bác nào về sơn lại nhá. Đó. Loa này có thể sơn được. Tuyến loa thì bao đẹp. Lưới thì chuẩn chỉnh luôn. Đó. Phía bên này đẹp này. Loa này 100W một chiếc các bác nhá. Củ từ rất là khủng luôn, củ từ của Bühner rất khủng luôn các bác nhá. Bác nào chơi qua dòng cặp loa này biết tiếng rất hay. Đây là những vết bạc keo lột đi ấy. Họ lột không kỹ nên là bị vậy. X77 100W 6,3 ohm thôi nhá. Rồi bác nào mua nguyên bộ này, nguyên bộ này thì là 7 triệu nhá. Loa nếu mà mua rời thì loa này bán 3 triệu, cái cục này bán 4,2 triệu. Bởi vì cặp loa này bình thường khoảng 3,5-4 triệu, nhưng nó bị ám cái màu bên này một tí thì bác nào về xử lý lại thì em để cho cái giá là 3 triệu nhé. Nếu mua cả hai món là 7 triệu, mua nguyên bộ này 7 triệu, có bộ nghe nhạc tuyệt vời rồi, tiếng rất là hay luôn, bao tiếng chất cực kỳ nhé, nghe nhạc. Hay các bác nhá. Tại vì em không muốn mở tiếng lời nó hay lắm, nhưng mà vì nó sợ đánh mặt quyền. Đấy, bác nào mua loa thì 3 triệu, còn cái bộ dè bao này 4,2 triệu nhá. Đó. Rồi sang trên này thì em tính riêng, rồi xuống dưới này thì em tính theo số nhá. Đầu tiên là một cái âm ly Boss các bác nhá. Cái âm ly Boss này là dòng 474702. Đây, dòng đây là 4702 35 mã các bác nhá. Công suất thì 240W. Đấy. Con này là con âm ly, các bác có thể đánh bo la bot cặp loa khó tính nhá. Đó. Đánh từng kênh một, nó có 4 kênh này, đánh từng kênh một hoặc đánh chập kênh cũng được các bác nhá. Đánh từng kênh được. Chạy 8 sò. Mặt mũi còn đẹp nhá. Con này hàng bãi zin nguyên, bao zin nguyên luôn nhá. Còn mặt mũi còn đẹp. Đây nó có 4 kênh này, có thể chỉnh độc lập. Đấy. Chỉnh từng chỉnh tất này.
Rồi hoặc chỉnh từng kênh một được nhá. Có lon led này, có lon led các nhá, có chỉnh bát chép. Đấy, đây là cầu vào này. Mặt còn đẹp nhá, phía trên này nó hơi dẹt, hơi có cái sức răm răm tí ở dưới này thôi, nhưng mặt mũi còn đẹp nhá. Con này bao zin hết nhá, con này 47023 La Mã. Bao là hát tốt rồi. Con này bữa trước em có đăng lên bán 4,7 triệu. Hôm nay em xả luôn, giảm 700 còn 4 triệu. Xả nha các bác nha. Còn 4 triệu con này. Con này giá thị trường khoảng trên 6 triệu. Bao nội thất còn đẹp nhá. Các nào thích thì em chụp một nội thất cho nhá. Bao zin. Rồi, hôm nay xả 4 triệu các nhá. Các bác về chơi 240W đấy. Thì loa bot là chơi những cái loa khó tính, bởi vì nó đánh được 4 kênh hoặc đánh chập kênh cũng được nhé. Rồi sang số 2, tiếp tục cái bộ combo này. Bộ này là A70 tính nick nhé. Qua xưa mình có giới thiệu rồi, bộ này nó rất VIP luôn. Nếu có loa thì bộ này trên dưới 10 triệu cơ. Bộ này đánh class MOSFET class AA, CD độc tốt, rồi âm ly ok. Tóm lại là bộ này là bộ A70. Tất cả những này là tôn lạnh hết nhé. Chạm mạ bắp ngạ mạ bắp chuối này, chạm bắp chuối mạ vàng, chắc mạ vàng. Rồi con này 3,5 triệu nhé các bác nhá. Bác nào có loa box sale về ghép con này bao hai luôn nhé. Hoặc là bác nào mua được cái cặp loa của này, cặp loa của nó thì các bác nếu mà mua thì có khoảng 2,5-3 triệu thôi. Ghép vào đây là bán được chục triệu. Rồi 3,5 triệu số 2 nhá. Rồi sang số 3. Số 3 cái con âm ly này em sẽ giảm giá các nhá. Con âm ly này là dòng Yamaha V10 10M MK2 La Mã nhá các bác nhá. Rồi con này dòng MK2. Rồi con này thì công suất mới 160W các bác nhá. Đánh 4 sò 160W, đánh box sell rất là tốt luôn, khỏe. Con này bao khỏe các bác nhá. Con này nếu tầm âm ly mà tầm size nhỏ này thì con này rất là khỏe, tới 160W rồi nhé. Rồi con này bán hôm nay giảm giá còn 16. Đây cốp này còn đẹp lắm nhé. Yamaha V10 MK2 số 3 1,6 triệu. Rồi sang số 4 nhé. Số 4 đây là một cặp loa của dòng này là dòng đời cao, dòng này là dòng NFG7 nhé. 140W, cặp loa còn đẹp xuất sắc luôn. Cặp loa này là trung mỹ, bộ dàn cái cục nó là có bluetooth luôn ấy. Bữa trước em có em bán mất rồi. Bữa nay lại khui ra loa. Màng trắng tinh, đẹp rất đẹp luôn nhá, lưới rất đẹp keng luôn. Này 1,3 triệu cũng nhá. Bao cặp loa này đẹp. NFG7. Con này là dòng cao cấp đấy. Màng trắng. Rồi sang số 4, 1,3 triệu. Rồi sang số 5 nhá. Số 5 là cặp loa N7NX. Cặp này thì loa nó không được đẹp lắm, lưới đẹp, tuyến loa thì còn ok này, chép mũi đưa đạn này. Nhưng mà loa thì phía bên này này, chỗ này nó xấu tí chỗ này này. Nhưng mà thùng thì còn ok. Đó lại bán đại cho các bác đi, bán 900 ngàn cặp loa này luôn nhá. Thùng hai bên thì cũng còn ok thôi, vẫn nghe bình thường được, nhưng đoạn này xấu đi, em chặn lấy lại rồi. Lưới đẹp, loa còn đẹp, màng trắng, 140W cặp các bác nhá. Rồi cặp loa số 5 này. Cặp loa số 5 này. Đấy. Lưới đầy đủ, bán 900 ngàn luôn nhá. Rẻ hơn bình thường 300 đấy. Bình thường nếu đẹp, con cặp này đẹp 1,2 triệu thôi. Rồi sang số 6 nhá. Số 6 là cặp loa dòng Bioner. Tuyến loa này, phía sau này, tuyến loa có mấy cái vết, cái băng keo này thì là cái băng keo họ quấn hàng, cho nên em cứ để nguyên đấy nhá. Lột ra thì sẽ chảy mất. Cái cặp loa này là cặp loa Bioner X1000V các nhá. X1000V công suất 100W 6 ohm. Lỗ thông phía sau. Lưới đầy đủ nhá, lưới cũng hơi rách tí này. Nhưng mà cặp loa này em sẽ bán rẻ, bởi vì cặp loa màng carbon về phía bên này này nó bị nứt một đường này. Nhưng mà cái này thì em cho thợ họ gia cố lại, họ xử lý rồi.
Bây giờ nghe thoải mái không vấn đề gì nhau nhá. Rồi nghe thoải mái. Cặp này thường em bán 2.2, bữa nay bán 1.6 được không nhá. Bát 22 kiềng đẹp luôn nhá, 1.6. Đây nó có nứt một đường này nhưng mà em xử lý hết bên trong là họ dán rất là kỹ rồi nhá các bác nhá. Nghe thoải mái luôn. Còn lại bên này đẹp, lưới rất đầy đủ nhá. Giá 1.6 đó. Em bình thường 2.2 đấy, bữa 600. Rồi số 6 1.6, giá sang số 7 các bác nhá, số 7 đây. Bữa trước có em có cặp loa kiểu này nhiều bác hỏi đây. Cặp này là gì? 910V nhá. Cái dòng 710 cũng có cái dòng giống như này nhưng con này là 910 thôi nhá. Con này có hai, có một cái bát khoảng 18 màng carbon, một cái chấp giấy này. Phía dưới này nó có một cái bát nhá, bát thiên súp nhá. Bát thì nó lại úp vào bên trong thôi. Nó lại úp vào trong cũng 18 các bác nhá. Con này dày, con này so với cái 710 thì nó dày hơn, dày mình hơn. Cái công suất nó lớn hơn. Công suất con này 100W một thùng cơ. Đó. Cũng hơi phía sau thì con 710 thì có 60W sao. Con này lớn hơn nhiều. Cặp loa này nó cao khoảng đây, còn trước này. Cặp loa này nó cao khoảng 56. Chiều sâu nó tới 33 anh không biết nhá. Cặp loa này hàng mà nó có một cái bát súp dưới này úp vào trong. Màng carbon rất là đẹp luôn, lưới đầy đủ nhá các nhá. Cặp này lưới đẹp luôn. 910 con này bán 2.2 luôn nhá, 2.2 cho cặp loa này. Hai bát 16 đấy. 18 hay bát 18 nhá. Rồi số 7 bán 2.2, rồi sang số 8 nhá. Số 8 là cặp loa Bilkunbilner G3000V. Cái dòng này rẻ thôi nhưng mà các bác về đánh nghe nhạc vừa tầm tiền rẻ mà lại hay các bác nhá. Cái màng nó là màng carbon, dòng này toàn màng carbon. Viền thì viền vải, hai lỗ hơi này, mic này chép titan nhá. Con này chép titan luôn. G3000. Con này thì có một bên loa nó hơi xấu, chỗ này thì em xử lý rồi. Mấy chỗ này này không hiểu sao chỗ này nó hằn vào trong một tí, mà em lấy keo rồi không vấn đề gì, nó chắc va chạm cái gì hằn một tí. Phía sau này. Con này công suất 60W, 6 ohm. 60W. Nhưng mà 60W thì nó lại ngược lại là phía sau nó cũng có cái lỗ hơi luôn nhá, nó rất nhiều lỗ hơi. Càng watt nhỏ thì lại càng dễ đánh lắm nhá. Lúc nào chơi thấy qua miệt. Cái này mấy cục già nó đánh ra mầm rồi. Rồi cái cặp loa này bán 1.8 luôn nhá, 1.8. Loa bát 20 đấy. Cao 450 49. Rộng 25. Đấy, sâu thì cũng khoảng 24 25 gì đấy nhá. Lưới đầy đủ luôn các bác nhá, lưới đây ạ. Cặp này là G300V đấy. Đây lưới đây. Lưới có mắc đầy đủ. Giá 1.8 không nhá. Bát 20 đấy, bát rất là đẹp luôn. Tuyến loa con này bao đẹp luôn, hát tốt. Rồi số 8 rồi sang số 9 bên này nhá. 9 thì có là cục giải mã. Cục này là cục dòng X9 các nhá. Đây là dòng cao. X7 rồi đến X9, X9 là cuối cùng rồi. CD đọc tốt này. Giải mã hai thiết bị được nhá. Có cầu loa, thậm chí các bác mở rộng 3 thiết bị cũng được. Có nghĩa là mình có thể giải mã ra 3 cái âm ly cũng được nhá. Đấy, cổng quang in out thì đủ này, sub out này, có đánh từ 46 ohm này. Đấy, đây một cái ra này, hai cái ra này. Và nếu mà các bác rút cái này ra được 3 cái ra nhá, bác in Japan. Rồi, con là số 9. Ủa, số 9 các bác nhá. Tuy nhiên con này mặt mũi rất là đẹp luôn, lưng thì nó có chày xíu này. Con nặng chày nha các bác nhá. Rồi, giá con X9, đây là X9 các bác nhá, chứ không phải X7 đâu. Đời cao hơn đấy, tiếng nó sẽ hay hơn. Rồi con này em bán giá 1.1 nhá, 1.1 triệu. Rồi sang con số 10. Số 10 con này hôm qua cũng đăng rồi, hôm nay qua bán 1.2, hôm nay đăng xả luôn, còn triệu luôn. Con này là dòng HM21 có cục thôi nhá. Con này thì các bác về mở rộng Bluetooth, rồi USB, CD đọc tốt này, mặt phay nhá, mặt phay và tặng các bác một khiển luôn. Coi như con này không bán xả tụt đấy luôn. Rồi con này các bác gắn loa vào, có cả cổng line in này, gắn loa vào đây. Nghe thôi nhá, có cái loa gắn vào. Giá hôm nay xả của các bác còn 1 triệu nhá, còn 1 triệu.
Đấy, có cả khiển luôn, cho các bác khiển luôn. Đấy, còn 1 triệu có khiển luôn. Có 1 triệu thôi mà được một cái cục âm ly chạy được CD này, có USB này, có AUX này nhá, số 10 1 triệu. Rồi sang số 12 các bác nhá. Số 12 là cục nung M30. Dưới này là cái âm ly và kiêm có CD luôn các bác nhá. Con này thì có chỉnh bắt chép trên máy luôn, nhưng con này cũng FM phun tần số đấy. Chỉnh bắt chép trên máy luôn này. Rồi phía trên này, con âm ly này có thể làm dè được luôn các bác nhá. Nó làm dè luôn ạ. Nó làm dè cho một cái âm ly nào bác nào có âm ly có cái cục đẩy mà chưa có điều kiện mua dè thì mua con này, vừa làm dè vừa đầu phát CD được nhá. Rồi trên này là cái cassette ra vào được nhá. Cassette thì em không bao test rồi đấy. Ra vào được nhá. Đấy, hai cục nhá. Thớt dày độc lập các bác nhá, thớt dày độc lập luôn. Đây, dè nếu các bác cắm dè thì các bác cắm dây ra nhá, có thể chỉnh bắt chép trên cái dây này được nhá. Con này thì đánh 16 ohm, 6 đến 16 ohm. M30. Dòng này đánh được loa 100W nhá, 100W một cái nhá. Hai cục này bán 1,6 triệu không nhá. Hai cục này em bán 1,6 triệu mà bác nào mua dời cũng bán luôn. Nếu bán riêng cũng bán luôn nhá các bác nhá. Hai cục bán 1,6 triệu. Số 11 1,6 triệu nhá. Số 12 con này hay gắn có dè này, số 12 là cục N7NX. Cục này thì CD không đọc các bác nhá, CD không đọc, có USB, có giải mã, có line in phía trước. Đấy. Mặt mũi còn ok, con này chày một tí ở núm này. Núm này chày thì mai em ấy sơn lại cho đẹp nhá. Sơn lại cho đẹp, không vấn đề gì hết. Lưng hơi chày, nếu bác này thích sơn em sơn luôn, không thôi. Mà tôi cứ bỏ trên thì cứ bỏ. Đây, mã số là 5666. Súp ao này. Có công suất ok, có cầu quang này. Đấy. Rồi con này có USB cơ, con có USB chạy tốt này. Đầm vừa làm đầu phát CD, à xin lỗi, CD không đọc nhá. Vừa làm đẩy mã, vừa làm đầu phát USB luôn. Có thể mở rộng Bluetooth luôn được nhá các bác nhá. Giá 1,1 triệu. Trước đây thường thời con này em bán 1,2 triệu ấy. Bữa nay cái mặt cái chỗ này nó chày tí giảm luôn các bác, còn 1,1 triệu nữa, số 12. Mặt mũi còn đẹp. Đấy các bác nhìn cái đẹp. Đấy. Công suất ok, CD à, cái đèn USB đang chạy đấy. Làm giải mã khuôn mồi các bác nhá. Rồi số 12 giá 1,1 triệu. Rồi sang số 13 là cái mixer các bác nhá. Cái này thì đúng là em không dành, em không dành nhá. Này em đăng lên đây, bác nào chơi đi dành về món này và đi show nhiều thì mua con này nhá. Con này giá sách của nó rất là cao luôn, kể cả giá về Việt Nam. Ở Việt Nam thì không có, đời thấp hơn nhiều thôi, nhưng còn như dòng này thì không có rồi. Cái con này là cái thương hiệu này Sundercut này. Con này là thương hiệu của Mỹ không nhá, nhưng mà con này sản xuất ở Anh. Đó. Rất là to luôn nhá. Rất to luôn. Đây. Chiều rộng của nó, chiều rộng 56 này, chiều sâu của nó tới 60 gần 60 mấy gần 70 này, 68 nhá. Chỗ này cao tới hơn 20. Đó, con này nhưng mà con này thì nó bị mất vài nút nhá. Mình mất 7 nút, 1 2 3 4 5 6 7 cái nhá. Cái nút này vặn này, vặn được vẫn vặn bình thường. Ở dưới này nút cần này nó mất một nút này. Đó. Con này ở ngoài này đang là nỉ. À bằng cao su nhá. Đấy, quay như con này thì bắn mù cho các bác nhé, bởi vì em chưa hiểu là nguồn nó cắm từ đâu. Bởi vì cái bác nào mà dành cái món này thì chơi nhá, làm nhá. Đây em nghĩ là nó cắm nguồn từ đây. Con này thương hiệu của Mỹ nhá. Mỹ khủng luôn á. Con này là thương hiệu hàng đầu thế giới về cái âm thanh ngoài trời. Đây là rất nhiều các chức năng. Đó, rất nhiều các chức năng ở đây này. Bác này show nhiều biết. Đấy, tên model nó à, model của nó, em thấy model nhưng mà model này Việt Nam ít lắm. Việt Nam không có luôn. Con này là dòng Sundercut gì đây. Model nó là DLX8 thôi nhá. Con này sản xuất Anh, England, nhưng mà nó là thương hiệu của Mỹ.
rất nặng nhá, con này nặng khoảng chắc hơn 30 kg, nặng rất to rất khủng. Rồi con này em bán đại cho các bác nào về chơi nhá, à bác nào chơi hoặc bác nào đi làm được đi show, con này còn rất là còn đẹp lắm nhá. Này em thấy mấy cái thương hiệu, mấy cái model mà thấp hơn cái dòng này, bé hơn mà họ về Việt Nam họ bán cũng mấy chục triệu. Đó, trên sách bảng nó cũng mấy chục triệu không. Rồi con này bán đại cho các bác 3 triệu đi. Bác nào về, bởi vì em không cắm nguồn mà cũng chẳng biết cắm nguồn nó từ đâu ra nữa. 3 triệu thôi nhá. Đẹp, bao zin là bãi về nhá. Chứ ở Việt Nam không thấy có đâu. Thương hiệu này đây này, thương hiệu này thì các bác nào đi show biết. Cái này nó còn mới, nó còn siêu này. Đó. Rồi 3 triệu thôi nhá. Rất to luôn ạ. Rồi sang số, đây số 13 này. Sang số 14 là con Roland. Con này thì có hai má gỗ hai bên. Con này nó cũng kiểu như mixer nhưng mà em thấy nó có công suất. Con này chiều rộng nó 60-59. À, chiều dài 59, chiều rộng nó 50 đâu nhá. Chiều cao nó cũng khoảng 20, hơn 20. Đó. Con này thì đây là tên model đấy các bác này, PA250, em bao nguồn nhá, em bao nguồn. Cái này nó có mất rất nhiều cái chỉnh này, 1 2 3 4 5 6 7 cái nhá, còn trên này còn này. Đó. Nút này còn hết. Đây là một hệ thống tăng phô lớn lắm. Con này em chưa biết nó chạy bằng cái gì nhưng mà nó có ra sticker đây các bác nhá. Đây này, có nguồn, em có dây nguồn cắm nguồn, còn đây là ra cổng loa này, loa nhá. Đó. Con này công suất tới 200W rồi nhá, điện 100V, 200W điện 100V, có cổng AV này. Đó, con này cũng chạy gì trong phố lớn lắm. Công suất 200W rất lớn. Rồi con này mà bán bao nguồn các bác nhá. Bao gỗ này, bao nguồn. Cho bác về xử lý làm gì làm nhá. Giá 2,5 triệu bao nguồn. 2,5 triệu, con này rất là khủng, con này cũng phải 30 kg. 2,5 triệu các bác nhá. Rồi vừa rồi em giới thiệu cũng có một số sản phẩm đấy bác, em có giới thiệu kỹ từng cái một, bác nào có nhu cầu gì alo cho em nhé. Bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết, bao ship toàn quốc các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã xem video, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ em nhé, chia sẻ ủng hộ em nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác.